Hả? Sao? Nước sôi chứ sao mà hỏi chuyện cứ cười. Nước sôi thì làm gì làm đi chứ anh ngồi không, nghiên cứu gì nữa. Cái nước này ông nói rồi để gì ông gì đó. Cái gì? Chim bồ câu để mà qua ông luộc á. Chim bồ câu hả? À chim bồ câu gì nhỏ. Bồ câu ra ràng hả? Ra nổi lông á. Ê với lại vậy nè, bây giờ ông cái mũ này thì nó chặt quá. Áo ông cởi mất cái áo đi. Làm gì? Để tôi dán xuống. Tôi dán xuống rồi tôi đổ ra bắt đầu cái là mình trụng luôn. Anh ra ngoài chợ anh mua cái đồ bưng đó, nhỏ gọn có mười mấy ngàn một cái mà anh tiết tiền nữa. Tôi thí dụ bây giờ cái chỗ này có chẳng lẽ giờ nấu cái này xong cái chạy ra chợ mua chạy vô mua về bưng hả? Cái dễ cái kìa. Dễ chứ. Lâu trên. Trời. À bây giờ sẵn thì tôi đố ông luôn nè. Cái gì? Ha, cái này mới hay nè. Tôi đố ông bây giờ không cần đồ dẻ. Ừ. Đó, không cần cái đồ bưng son. Ừ. Ông làm sao ông chắc nước ra đây giùm tôi một cái. Đó, giờ chị cái ông đã làm biến rồi đúng không? Giờ cách đố ông mới làm thôi. Cách bưng một nồi nước sôi bằng tay mà không cần dùng dẻ. Đúng. Nha. Ừ. Người ta sản xuất ra hai cái quai để làm gì á? Thì để bưng. Đúng rồi, để bưng. Anh rất là thông minh. Chuyện bình thường. Đang nóng và đang sôi bưng vô nó sẽ phỏng. Đúng rồi. Phải cần cái đồ dẻ. Đúng rồi. Hoặc là cái đồ bưng son. Đúng rồi. Nếu không có thì dùng sao? Đúng. Có nhiều người ta quýu cái vấn đề đó. Đúng. À, người ta đang nấu mà người ta muốn bắt xuống á, người ta phải tìm bằng được cái dẻ người ta mới bưng xuống. Không có dẻ người ta không bao giờ ta bưng. Cái đó rõ ràng không ơi. Thiệt luôn á. Chứ đụng nóng sao? Nhất có ba cách cho anh lựa chọn đó nha. Ba cách mà không cần phải dẻ đâu. Tắt nước cho nó. Những thứ vận dụng mình thôi. Nước sôi đàng hoàng luôn nha. Cái đũa nè. Sao dùng cái đũa mà bưng? Sao tôi không nghĩ ra ta? Đũa dùng để làm gì? Để bưng. Sao tôi không nghĩ ra ta? Bám chắc luôn á. Đầu tiên nha. Cách thứ nhất nha. Làm đi. Anh xỏ hai cây thẳng vô. Hai cây thẳng vô. Anh xỏ từ trên xỏ dưới á. Đây ha. Ừ. Rồi. Bẻ qua. Bẻ qua. Bẻ qua đây. Đó. Bẻ qua đây. Ừ. Bẻ chặt vô nha. Chặt vô. Rồi. Nâng lên. Rồi. Đổ qua. Rồi. Đổ qua. Đổ qua. Rồi. Cách thứ hai. Bỏ vô. Anh xòn hai cây qua đây. Để chéo qua. Cầm lên. Đổ qua. Đủ. Cách thứ ba. Cách thứ ba. Cách thứ ba. Rút ra. Xỏ này xuống. Ngược lên. Rồi. Hai thanh bật vào thành. Nghiêng bật vào thành. Đổ qua. Vậy thôi. Cần gì phải dễ. Cái lệ thuộc vào cái dễ làm gì vậy ta. Mà sao không nghĩ ra ta. Thử luôn. Từ lúc mà người ta sản xuất ra cái đồ bưng son và cái dẻ bưng son tới giờ là cái đũa mình nó không còn gọi là công hết cái công dụng của nó. Đúng rồi. Mọi người còn ý kiến nào nữa thì bình luận ở dưới nha.